tôi đã bỏ dùng điện thoại Android sau 7 năm để quay trở lại với iPhone. Thực ra không phải là tôi, nhưng mà thôi cứ cho tôi đi. Sau gần một thập kỷ chơi với smartphone Android thì tôi đã quyết định mua cái này, iPhone 14 Pro để làm máy chính. Chào mừng các sếp đã quay trở lại với Người Chơi Đồ. Hôm nay tôi sẽ nói về iPhone 14 Pro, chiếc máy mà tôi thích nhất cả năm ngoái và năm nay. Tại sao lại thế thì đây là review chi tiết sau 4 tháng sử dụng. Nó còn đáng mua không hay là cố một tí lên 15 cho nó Titan thì trước khi đến với iPhone, các sếp phải đến ngay với Trung Trần Laptop để mua cho mình những chiếc máy tính cá nhân với giá tốt nhất Hà Nội và cả nước. Trung Trần luôn cam kết nhập những mã laptop tốt nhất, ngon nhất, cấu hình tốt. Khổ quá. Trung Trần luôn cam kết nhập những mã laptop ngon nhất, cấu hình tốt nhất đến tay người dùng. Từ 15 tháng 1 đến hết mùng 2 tháng 2 năm 2024, Trung Trần đang có chương trình sale năm mới cực sâu. Riêng viewer của Người Chơi Đồ thì nhập mã L2024 để được giảm giá nhiều hơn nữa. Link trong phần mô tả và bình luận. Còn các sếp hỏi mua iPhone ở đâu thì có thể đến ngay những địa chỉ uy tín mà chưa tài trợ cho video này, như là Samsung này, Tiền Di Động này, Hoàng Hà Mobile này, các nhà tài trợ cho em mượn máy thôi. Còn bây giờ thì đến luôn với iPhone 14 Pro. Tại sao tôi không dùng Android nữa mà quay về với iPhone thì cái OnePlus 9R của tôi nó bị sọc màn. Thay màn thì nó ngang mua cái mới nên là thôi mua luôn iPhone. Và lý do nữa là dạo này iPhone nó có vẻ tùy biến được khá nhiều nên là quay lại thử một tí. Giờ đang có 15 rồi nhưng mà giá vẫn hơi cao thì 14 sẽ đáng mua hơn là theo quan điểm của tôi. Lúc mới mua máy thì điều tôi cảm nhận đầu tiên là giá vẫn còn đang khá cao là 21 triệu. Giờ thì nó giảm còn 18 đến 20 triệu tùy chỗ bán. Thì so với thời điểm ra mắt nó giảm gần 1/3 rồi. Nếu mà đang cần một chiếc iPhone trông như iPhone mới nhất này, khỏe như iPhone mới nhất, có màn hình đẹp cũng như thế thì đây là cái này. Tôi mua cái này vào tháng 8 năm 2023 dưới dạng là line new, còn 10 tháng bảo hành chính hãng nên là cơ bản là máy khá đẹp, không bị chảy xước tại vì tôi cũng khá kỹ tính đi. Mặc dù cái màu Deep Purple sẽ thời thượng hơn nhưng mà nó lúc đấy thì còn mỗi màu gold thôi nên là tôi tưởng tạm. Ngoại hình thì nó vẫn y hệt các dòng Pro từ 12 trở đi. Còn tại sao Apple giữ nguyên thiết kế này thì có thể do họ lười hoặc là muốn giữ bản sắc riêng. Còn bây giờ thì máy Samsung còn đang làm giống Apple thì tại sao phải thay đổi. Một lưu ý khi mà mua iPhone cũ ấy là nhớ test độ nảy của các phím chức năng. Nếu còn nảy thì khả năng là còn mới. Màn hình thì vẫn còn zin, đủ chu thôn, người ta bảo thế. Nhưng mà còn bảo hành chính hãng nên là tôi cũng không lo lắm, nó vẫn nét căng, không vấn đề gì. Cái viên thép này thì phải công nhận là nó cao cấp thật, nhưng mà kiểu gì cũng xước răm và dùng trông rất bẩn nên là tôi không thích lắm. Cái máy cũ của tôi tuy là viền bằng nhựa đều thôi nhưng mà nó chưa thấy xước bao giờ. Thì hóa ra là không phải là cũ xịn là sướng nhé. Nó sẽ không cong 2.5D nữa, dáng cường lực nó cũng dễ hơn, trông đẹp hơn. Cái mà tôi thích nhất ở chiếc máy này là cái phần mặt lưng kính được làm nhám, đỡ bẩn, sờ vào sướng tay cũng như là không lo xước. Tổng quan ngoại hình 14 Pro thì nó vẫn là một cái gì đó khác biệt, cao cấp và sang trọng, đánh giá là 9.5. Đến với màn hình đi thì iPhone bị chê trước rồi, không phải là vì màn hình xấu mà là vì công nghệ lạc hậu hơn các hãng khác. Nhưng mà iPhone 14 Pro ấy thì không còn thế nữa. Đây vẫn là một trong những chiếc màn hình đẹp nhất trên điện thoại hiện tại đối với nhiều người. Tôi thì đánh giá một cái màn hình tốt hay không bằng độ sáng và sự sắc nét. Nên là những gì mà 14 Pro mang lại có thể tóm gọn bằng hai từ là đẳng cấp. Màn hình OLED Super Retina, độ sáng 2000 nit, quá thừa để sử dụng dù ở trong nhà hay là ngoài trời. Với con 14 Pro thì tôi có thể dùng chỉ với 20 đến 25 độ sáng khi ở ngoài trời thôi. Nắng một tí thì lên 50% là thoải mái. Thì cái này mà so với những máy cũ đi thì tôi phải để lên 80% thì mới có thể sử dụng ngoài trời được. Thì đây là một cái sự nâng cấp đáng kể về trải nghiệm, mà chưa kể nó còn tiết kiệm pin. Và độ sắc nét thì cũng là một cái điểm đáng bàn khi mà nói tới iPhone 14 Pro. iPhone thì quá nổi tiếng với cái này rồi. Họ tối ưu hình ảnh trên thiết bị của mình cực kỳ tốt. Có thể là màn hình thì cái thông số nó không bằng hãng khác, nhưng mà nhìn vào trông thậm chí nó còn đẹp hơn. Ê, cái này là Duolingo à? Duolingo à? Mẹ, nhìn nó sẽ làm bạn thỏa mãn đặc biệt khi mà xem YouTube, Netflix này. Và iPhone đã phổ cập 120Hz từ 13 Pro rồi, nên là cái máy này đương nhiên là có 120Hz. Và đây cũng là lý do mà tôi chọn 14 Pro. Vì tại vì tôi dùng Android trong 7 năm mà dùng màn hình 120 quen quá rồi, nên là về 60Hz không chịu được. Cảm nhận cá nhân thì 120Hz trên Android và iPhone nó chưa thấy quá nhiều sự khác biệt. Tại vì cùng là 120Hz thì cái sự khác biệt nó chỉ đến từ hình ảnh là chính. Màn iPhone thì thực sự là nó rất đẹp, kể cả so với Samsung luôn nhá. Tại sao tôi lại nói thế? Thì tại vì là các ứng dụng trên iPhone được tối ưu về mặt hiển thị tốt hơn so với đa số điện thoại Android. Ý kiến của tôi, có ý kiến khác thì có thể comment bên dưới cho nó cãi nhau. Ý tôi là không phải hình nó nét hơn mà là các nội dung được tối ưu tràn màn hình trông thích mắt hơn rất nhiều, nhất là trên Instagram. Có thể là trước đây tôi không để ý cái này lắm, nhưng mà dùng sang iPhone thì thấy là cái kiểu tràn hình như này trông nó đẹp hơn, khá là thích. Và cuối cùng là cái này,
Dynamic Island, thứ được marketing cực kỳ hay cho đến khi thực sự dùng. Lúc đầu tôi xem thì thấy là ui nó xịn thế, nó phải trưởng hay trông mới nhở, cũng tương lai nhở, nên là mới quyết định mua hẳn lên 14 Pro để trải nghiệm. Sau khi mua rồi thì tôi thấy là nó hơi marketing, aka là hơi lừa, chưa có tác dụng gì lắm, mà nó còn che nội dung khi mà xem video dạng ngang nhiều hơn tai thỏ. Được một cái là cái UX UI trông nó mượt hơn và đẹp hơn thôi, chứ một năm rồi mà cũng chưa thấy tác dụng gì nhiều. Về mặt này thì tôi xin thẳng thắn là camera làm theo dạng nốt ruồi trông nó đẹp hơn, nó tạo nên sự liền mạch cũng như là có nhiều không gian hiển thị hơn. Giờ iPhone mà làm giống con S24 mới thì chắc là vô mẹ địch mất. Nói chung là màn hình của 14 Pro thì nó vẫn rất đẹp, nên là người dùng iPhone như tôi thì đa số chỉ cần nhu cầu cơ bản thôi. Nó vẫn là đang quá thừa thãi, chỉ có là nhìn cái viên thuốc thì nó cũng có phần ngứa mắt, nhưng mà dùng lâu thì nó quen. Về thời lượng pin, sau 4 tháng sử dụng thì pin của máy còn 98% với gần 200 lần cắm sạc. Các pin thủ mà mới mua máy về thì sạc nó đã bị tụt 1% thì khả năng cao là pin đã có vấn đề, hoặc là cứ dùng đi hỏng thì thay hoặc nó làm gì. Thời lượng pin của tôi hiện tại ở iOS 17.2.1 thì vẫn dùng đủ cả ngày nếu mà chỉ dùng mạng xã hội, YouTube hay là chơi game nhẹ. Còn nếu mà cày game thì bắt buộc phải sạc 2 lần luôn, hoặc là ôm theo cái sạc dự phòng. Apple không công bố nhưng mà các chuyên gia trên mạng bảo là 14 Pro cục pin là 3200 mAh, nó nhỉnh hơn một chút so với 13 Pro là 3095 mAh, thì nó sẽ thua xa so với đa số flagship Android bây giờ. Wow, cái này thì chấp nhận thôi, tại vì nó bé hơn mà. Với cá nhân tôi thì nó cũng chẳng vấn đề gì, tại vì tôi không chơi game. Nhưng mà pin và các công nghệ liên quan đến sạc của iPhone thì lại là điểm mà thực sự là tôi không thích. Tại vì 14 Pro nó chỉ hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 20W thôi, trong khi là mấy cái máy Android giá rẻ 3 triệu, 4 triệu đã sạc nhanh 33W rồi. Còn flagship thì đá thẳng vào đầu luôn. Cái máy OnePlus cũ của tôi nhá, 30 phút là 80% rồi. Còn iPhone thì 30 phút được khoảng 50%, cứ rón ra rón rén. Tôi sẽ không tự tin nếu mà cần đi ra ngoài cả ngày. Thì đây là một cái điểm mà tôi chưa hài lòng với 14 Pro, tại vì Apple hoàn toàn là theo tôi nghĩ có thể làm tốt hơn thế. Những lúc gấp thì chờ sạc rất mất thời gian, mà đã gấp thì lại còn sốt ruột nữa. Thì tổng kết lại, thời lượng của 14 Pro nó ấn tượng hơn so với kích thước máy, nhưng mà tốc độ sạc thì nó lại không. Cái này thì theo tôi không phải là do Apple không làm được, mà là chắc những iPhone trung thành thì họ có thói quen là sạc như thế nhiều năm rồi, kiểu có thì tốt, không có thì thôi, nên là chắc là hãng chưa vội cho vào vì cũng không phải cạnh tranh quá nhiều như là các Android. Có một fact mà tôi được nghe rất nhiều là cứ iPhone 3 camera thì chụp đẹp, và 14 Pro thì nó cũng thế. Tôi thì không dùng camera điện thoại mấy nên cũng không để ý lắm. Mọi người thì bảo là khi chụp bằng 14 Pro thì đều bảo là ảnh đẹp, nét, chân thực, zoom ra zoom vào không vỡ. Nhưng mà cũng có nhiều người bảo là chụp với 14 Pro thì nó cứ tối tối, toàn phải kéo sáng lên. Thì cái này sẽ là do sở thích cá nhân. Với tôi thì camera của iPhone vẫn là top khi mà nhắc đến sự ổn định, sự tối ưu và sự đơn giản khi sử dụng. Ảnh hay video trên iPhone chụp ra nó cũng dễ chỉnh trên các app hơn, tại vì nó chân thực hơn, nó không bị đẩy màu quá nhiều. Thích sáng thì kéo lên, thích màu gì thì cho vào, chất lượng nó không bị nát đi nhiều. Nhiều người làm chỉnh ảnh cho tôi thì cũng bảo là hình iPhone thì chỉnh nó sướng hơn so với Android quay chụp ra. Cái này không nói về máy ảnh nhé, chỉ là iPhone và Android nhé. Cái mà tôi thích nhất là cái khả năng chụp đêm của 14 Pro. Nó sẽ sáng và rõ nét đến một cách phải nói là kỳ lạ luôn. Có khi là mình bước ra chỗ tối thì mắt chả thấy gì, nhưng mà chụp ảnh sáng trưng, chất ảnh thì nó có noise, nhưng mà màu sắc được tái tạo tôi đánh giá là tốt. Mỗi tội là khi mà bấm chụp xong thì phải đợi vài giây để lưu ảnh, tại vì chụp đêm nó thế. Ảnh chụp trên iPhone thì cũng rất thích hợp để đăng luôn trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, Instagram hay là TikTok mà không cần chỉnh sửa gì mà nó vẫn nét. Thì đây là một cái đặc ân mà các máy Android tôi chưa thấy là có. Vì sao thì trên mạng đã giải thích nhiều rồi. Đại khái là iPhone chơi một mình nên là các app sẽ dễ ra bản để tối ưu hơn. Android thì chơi nhiều quá, tập thể quá, mỗi ông một kiểu, nên là các bên làm ứng dụng không thể nào ưu tiên bên nào hơn được. Nó sẽ khó tối ưu được như iPhone. iPhone chụp trực tiếp từ cam của ứng dụng thì nó luôn đẹp hơn Android. Hiện tại thì là thế. S24 Ultra thì cũng đang giới thiệu là sẽ có chất lượng ảnh đăng mạng xã hội tốt như iPhone, nên là điểm này thì iPhone có thể ngẩng cao đầu. Minh chứng là các TikToker, livestreamer thì luôn thích sử dụng iPhone để phục vụ cho công việc của mình. Và sang đến phần quay phim thì đây chính là đất diễn của 14 Pro. iPhone luôn được coi là điện thoại quay phim ngon nhất, thì điều này nó vẫn đúng tới hiện tại theo trải nghiệm của tôi. Video cho ra chất lượng tốt này, chống rung tuyệt vời, và file quay ra cũng được lòng các editor hơn, tại vì nó dễ chỉnh sửa và đặc biệt là có cả chế độ ProRes có thể cho ra chất lượng như máy quay chuyên nghiệp. Nói chung là camera của iPhone thì nó quá nổi tiếng rồi, không có gì phải bàn về chất lượng. Tôi dùng xong thì
Thế là cũng đúng thế thật. Nói về cấu hình đi, thì chiếc máy này mới ra mắt 1 năm nên là chắc chắn vẫn là một trong những con quái vật về cấu hình ở thời điểm hiện tại. Giật lag hay là treo máy là không xảy ra. So sánh với lại OnePlus 9R thì ở cái tác vụ cơ bản hai con máy này không quá khác biệt. Bởi vì vốn dĩ cái dòng OnePlus 9R ấy, thì là Android gần như là thuần và Snapdragon là 870. Nó rất nổi tiếng với sự mượt mà. Cái sự khác biệt nó sẽ đến từ những tác vụ nặng như là gaming hay là render. 14 Pro sẽ chạy nhanh, mượt, xuất vai nhanh hơn đáng kể. Nhiệt độ khi chơi game nhẹ gần như là rất mát, hoặc là do Hà Nội lạnh trưởng. Nhưng mà về cơ bản là mát. Tuy nhiên với nhiều game quá nặng như là Genshin thì nếu mắc setting chơi lâu sẽ bị quá nhiệt hoặc là giảm sáng màn hình. Mặc dù là cấu hình nó khỏe thật nhưng mà nó vẫn là cái điện thoại thôi, nên là thôi đừng hành nó quá. Nhưng mà vẫn có một vài điểm mà tôi không thích ở chiếc máy này. Thứ nhất là về cảm giác cầm nắm. Máy nó vuông và viền thép thì cầm nó hơi cấn tay, mà máy nó cũng khá nặng, 200g thì cần có thời gian làm quen. Thứ hai là Dynamic Island không có quá nhiều tác dụng, thậm chí là nó còn lẹm cả khi xem video YouTube. Tuy nhiên có thể giải thích là do nó chứa nhiều cảm biến, nhưng mà tôi cũng chưa thấy thuyết phục lắm. Thứ ba là về tốc độ sạc, cũng gọi là nhanh nhưng mà không nhanh lắm. Và cuối cùng là dùng máy hơn 1 năm rồi mà vẫn 20 triệu, khá bực, đắt phết. Nhưng mà thế thì bán lại cũng được giá mà. Thế thì cũng tốt đấy chứ. Tóm lại thì sau 4 tháng sử dụng, tôi thấy việc bỏ tiền ra mua 14 Pro thay cho Android là một sự lựa chọn xứng đáng, dù cho còn một vài bất tiện. Đáng tại vì nó có thiết kế ngoại hình sang trọng, bắt mắt này, camera vượt trội, cộng đồng cũng đông đảo, cũng như là có nhiều phụ kiện để thay thế, nhất là khả năng giữ giá, bán lại thì không quá lỗ. Và tôi cũng đang bắt đầu sử dụng hệ sinh thái của Apple cho hợp với cái máy này và thấy nó cũng khá sướng. Android thì tuy cũng có thể là làm điều tương tự nhưng mà có điểm yếu là có quá nhiều thiết bị sử dụng Android từ các hãng khác nhau, nên là sự phân mảnh trong việc tối ưu hệ sinh thái đó là có tồn tại. Nên là có khả năng là tôi sẽ làm iPhone lâu dài. Nó sẽ không đáng ở khoản là giá cao này, cổng kết nối vẫn là Lightning, phụ kiện chính hãng vẫn đắt và khả năng tùy biến hạn chế. Tổng kết lại thì iPhone 14 Pro rất đáng mua đối với tôi. Nó có tất cả những gì đang là mới nhất, thiếu mỗi quả vỏ Titan thôi. Dùng 5 năm nữa thì chắc là vẫn không vấn đề gì. Các bạn đang dùng điện thoại gì và thấy thế nào về iPhone 14 Pro? Nó còn đáng tiền ở thời điểm hiện tại không? Hay là mua Android cho nó nhiều công nghệ? Thì hãy để lại ý kiến trong phần comment. Và cũng đừng quên đến ngay với Trung Trần Laptop để mua cho mình những chiếc máy tính cá nhân với giá tốt nhất Hà Nội và cả nước. Từ 15 tháng 1 đến hết mùng 2 tháng 2 năm 2024, Trung Trần đang có chương trình sale năm mới cực sâu. Riêng viewer của người chơi đồ thì nhập mã L2024 sẽ được giảm giá nhiều hơn nữa. Link trong phần mô tả và bình luận. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.